Chồng xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Kính thưa bà con, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của một chuỗi chủ đề mới, đó là chủ đề về kỹ thuật và dinh dưỡng. Và chủ đề này sẽ phát song song với chủ đề dịch hại mà bà con chúng ta đang tham khảo trên kênh Sức khỏe cây trồng. Như vậy thì với video đầu tiên, tập 1 của chuỗi chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu dinh dưỡng để tạo mầm cho cây ớt. Thì thông tin này chúng ta sẽ xoay quanh 4 câu hỏi như sau. Đầu tiên là chúng ta có thật sự cần tạo mầm cho cây ớt hay không? Và nếu như cần thì chúng ta sẽ tạo mầm cho cây ớt vào thời điểm nào? Chúng ta sẽ tạo mầm bằng sản phẩm nào? Và cuối cùng thì chúng ta có cần tạo mầm bổ sung khi cây đã bước vào giai đoạn thu hoạch hay không? Thì xin mời bà con chúng ta cùng tìm hiểu. Kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chúng ta có thật sự cần tạo mầm cho cây ớt hay không? Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu cây ớt sẽ là một loại rau ăn trái mà nó đã có thời gian ra hoa cụ thể sau khi chúng ta gieo trồng, và việc này nó sẽ tùy theo từng giống. Có nghĩa là sao? Cây ớt chúng ta trồng đến bao nhiêu ngày nó trổ hoa là chúng ta có thể biết trước theo cái đặc tính của giống. Và cây ớt là một cây mà chúng ta có thể trồng quanh năm, có nghĩa là chúng ta xuống giống thời điểm nào cũng được. Đương nhiên nó sẽ phụ thuộc vào cái thời tiết mưa gió bão lũ ở mỗi khu vực, việc này là đương nhiên rồi. Nhưng nếu mà chúng ta trồng thì đủ ngày tháng của nó thì nó sẽ tự ra hoa và đậu trái. Đương nhiên thì những cái tác động đó nó có thể ra ít, ra nhiều, đồng loạt hay không đồng loạt mà thôi. Trên ớt thì chúng ta có thể chia cơ bản cho hai nhóm giống, có nghĩa là nhóm giống ngắn ngày, có nghĩa là sau khi trồng thì nó sẽ cho thu hoạch sớm là khoảng cỡ 60, 65, 70, 75, đương nhiên sẽ tùy theo giống. Và đây sẽ là ngày sau khi trồng thì chúng ta có thể bắt đầu thu hoạch. Và thời gian thu hoạch của nó sẽ dài hay ngắn thì sẽ tùy theo cái quy trình chăm sóc của chúng ta, là chúng ta muốn thu hoạch một cổ, hai cổ hay là ba cổ, hay là chúng ta sẽ muốn thu hoạch tập trung dứt điểm và sẽ thực hiện nhiều mùa vụ trên cùng một năm. Rồi, với nhóm giống dài ngày có nghĩa là nó sẽ cho cái thời gian thu hoạch sau khi trồng dài hơn so với nhóm giống ngắn ngày. Thường nhóm này sẽ khoảng từ 80 cho đến 100 ngày hoặc lớn hơn thì mới bắt đầu thu hoạch. Thì với nhóm giống này thường là bà con sẽ cho thu hoạch nhiều cổ hơn. Có nghĩa là mùa vụ nó sẽ kéo dài, có nghĩa là một năm thì chúng ta chỉ làm một vụ chính thôi, thì thường là chúng ta sẽ chọn những cái giống này. Và thường với đặc điểm sinh trưởng của cây ớt hoặc là một số cái nhóm rau màu khác thì trong mùa nắng thì nó sẽ cho cái thời gian thu hoạch sớm hơn so với điều kiện trong mùa mưa, có nghĩa là cái sự phát triển và sinh trưởng của nó sẽ nhanh hơn so với điều kiện của mùa mưa. Chính vì vậy thì cái thời gian nó ra hoa đậu trái sẽ sớm hơn, như vậy thì thời gian thu hoạch nó sẽ sớm hơn, thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì cây ớt nó sẽ tự tạo mầm khi mà nó sinh trưởng đủ ngày tháng. Thường là cây nó sẽ xuất hiện nụ hoa hoặc trổ hoa tương ứng với khoảng nửa thời gian từ khi mà chúng ta trồng cho đến khi thu hoạch. Có nghĩa là bà con có thể hiểu nôm na như thế này để chúng ta dễ nhớ. Ví dụ như là một cái giống ớt mà chúng ta xem được trên bao bì, nó sẽ để là cho thu hoạch khoảng từ 85 cho đến 90 ngày sau khi trồng. Có nghĩa là chúng ta hiểu cái giống này sau khi chúng ta trồng xuống là khoảng 90 ngày thì nó sẽ cho thu hoạch đợt đầu tiên, và nó sẽ cho thu hoạch dài trở về sau tùy theo cái quy trình chăm sóc của bà con. Như vậy thì bà con nhìn vào cái thời gian được trình bày ở trên bao bì, bà con chia đôi cái khoảng thời gian đó chính là cái khoảng thời gian mà cây trồng nó có thể ra hoa. Có nghĩa là chúng ta lấy 90 chúng ta chia đôi thì nó ra khoảng 45 ngày thì cây đã có thể là xuất hiện những cái nụ hoa hoặc là bắt đầu có những cái hoa trổ rồi. Đương nhiên thì cái việc này như chúng ta chia sẻ thì nó sẽ tùy theo mùa nắng hay là mùa mưa, thì mùa nắng có thể nó sẽ sớm hơn, còn mùa mưa có thể nó sẽ chậm hơn trên cùng một cái giống ớt đó, thì chúng ta có thể hiểu như thế. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì cái đặc tính về ra hoa của cây trồng thì nó sẽ cần một cái chất rất là quan trọng giống nhau, đó là lân. Có nghĩa là trong cái quy trình chăm sóc phân bón kỹ thuật của cây ớt thì chúng ta cũng có cung cấp những dòng phân bón đa lượng và có chứa lân đủ để cây chúng ta tạo mầm. Thì có thể là bà con đã lót NPK trước khi trồng và sau khi trồng cho đến thời điểm trước khi cây hình thành nụ hoa thì chúng ta cũng đã có một cho đến hai lần bón phân rồi, thì trong đó có thể là chúng ta chọn những dòng NPK chuyên dùng, ví dụ như là 16, 16, 8 hoặc là 20, 20, 15, hoặc là thậm chí là sau khi trồng khoảng cỡ 7 cho đến 10 ngày thì bà con đã có áp dụng cái phương án là chúng ta tưới cái DAP, thì đây cũng là một cái dòng phân bón mà chứa lân. Thì nếu như mà cái lân được tích lũy bên trong cây trồng thì đây cũng sẽ là điều kiện để khi mà cây nó đủ ngày tháng thì cây trồng của chúng ta nó sẽ tạo mầm tốt hơn. Có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ ứng dụng lân để giúp cho cây ớt chúng ta tạo mầm. Như vậy thì đây chính là cái phương án mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng qua dùng gốc và có chứa lân. Như vậy thì nếu như chúng ta muốn tạo mầm tốt hơn cho cây ớt thì hoàn toàn chúng ta có thể cung cấp những cái dòng phân bón ở dạng NPK hòa tan
hoặc là những dòng phân bón hòa tan khác có chứa hàm lượng lân cao, và đương nhiên chúng ta sẽ chọn lân phosphat phát để giúp cây tạo mầm tích cực hơn, hiệu quả hơn. Cái việc mà chúng ta hỗ trợ cái phương án tạo mầm mà chúng ta phun qua lá thì nó sẽ giúp cho cây trồng của chúng ta tăng được cái khả năng ra hoa, có nghĩa là nó sẽ ra nhiều hoa hơn, và khi mà tạo mầm đầy đủ thì nó sẽ tạo hoa một cách đồng loạt hơn, có nghĩa là nó sẽ trổ thoát đồng loạt, nó cho đầu trái đồng loạt trên cùng một cái cổ đó. À, ví dụ như chúng ta tạo mầm cho cổ một thì cổ một nó sẽ đồng loạt hơn, chúng ta sẽ cho thu hoạch ngắn hơn và thời gian hái giữa cửa này cho đến cửa sau nó sẽ gần hơn, và cái số lượng trái trên cùng một cây chúng ta sẽ hái được nhiều hơn. Thì đây chính là cái điều kiện để giúp cho bà con chúng ta chăm sóc cây ớt nó dễ hơn và quản lý sâu bệnh một cách dễ hơn. Đương nhiên khi mà đồng loạt mà chúng ta quản lý sâu bệnh không hiệu quả thì cũng rất là căng nha quý vị. À, nhưng mà khi mà nó đồng loạt rồi thì chúng ta lại dễ phun thuốc. À, bởi vì chúng ta không có sợ ảnh hưởng khi mà nó đi trước đi sau. Và nếu mà chúng ta phun những cái loại thuốc mà có hiệu quả cao mà có chi phí cao á, thì chúng ta phun tập trung vào những giai đoạn này nó sẽ ít lần phun hơn. Thì có nghĩa là cái chi phí mình đưa vào nó cũng sẽ hợp lý. Và cái điều kiện này nó sẽ giúp cho cây trồng của mình đạt một cái năng suất cao và tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, thì rõ ràng là chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều cái cử phun. Rồi, kính thưa quý vị và quý con, vậy thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ hai một cách ngắn gọn hơn, đó là chúng ta tạo mầm vào thời điểm nào. À, như vậy thì chúng ta đã chia sẻ là cách chúng ta dựa vào khoảng thời gian ngày sau khi trồng, NSKT này là ngày sau khi trồng, có nghĩa là ngày chúng ta trồng xuống là chúng ta tính ngày 1, kéo dài cho đến thời gian thu hoạch, thì cái này nó được trình bày trên các bao bì của sản phẩm. À, ví dụ như giống 90 ngày thì chúng ta sẽ lấy con số 90 ngày đó chúng ta chia đôi để chúng ta xác định được cái ngày có hoa của cái cây của mình, có nghĩa là sau khi trồng cho đến khi mà nó hình thành những cái nụ như thế này hoặc là nó bắt đầu nở những cái hoa đầu tiên, thì thường cái khoảng thời gian đó sẽ là thời gian thu hoạch chia làm đôi, thì nó sẽ có những cái đặc điểm này ở trên cái vườn ớt của chúng ta. Như vậy thì chúng ta muốn phun tạo mầm để khi cây hình thành nụ và nở hoa được nhiều hơn, được đồng loạt hơn, thì chúng ta phải phun tạo mầm hỗ trợ trước đó. Đương nhiên là cái lượng phân bón gốc là chúng ta đã áp dụng theo quy trình kỹ thuật bình thường nha quý vị. Còn cái phương án tạo mầm là chúng ta sẽ phun bổ sung thêm, và chúng ta phải xác định được cái thời điểm. Thì cái nội dung này chính là cái thời điểm để chúng ta xem đó là một tuần trước khi vấn đề nở hoa này diễn ra. Và cái vấn đề nở hoa này diễn ra đó là thời gian thu hoạch chia làm đôi. Đó. Ở đây chúng ta sẽ ví dụ bà con mình chọn một cái giống ớt mà có thời gian thu khoảng từ 70 cho đến 75 ngày sau khi trồng. Chúng ta chia đôi cái khoảng thời gian này ra thì nó sẽ là từ 35 cho tới 37 ngày, có nghĩa là đây là thời gian nó đã có hoa. Và nếu mà chúng ta muốn tạo mầm thì chúng ta phải tạo mầm ở một tuần trước đó, có nghĩa là khoảng từ 28 cho đến 30 ngày là chúng ta đã phun cử tạo mầm đầu tiên. Rồi tương tự với một cái giống dài ngày hơn, khoảng 85 cho đến 90 ngày sau khi trồng thì mới có thu hoạch, thì chúng ta cũng chia đôi cái khoảng thời gian này. Và bà con chúng ta lưu ý nghe, cái khoảng thời gian này thì bất cứ một cái bao bì hạt giống nào bà con mình mua nó cũng đều có trình bày trên đó cả, cho nên là chúng ta nhìn được con số này. Rồi sau đó chúng ta chia đôi. Thì nếu mà giống 85 90 ngày thì chia đôi nó sẽ ra là khoảng 42 cho đến 45 ngày là lúc này nó đã có hoa hình thành trên cây. Và chúng ta muốn tạo mầm tốt, hiệu quả và đồng loạt thì chúng ta sẽ phun tạo mầm trước đó khoảng một tuần, có nghĩa là khoảng từ 35 cho đến 38 ngày thì chúng ta sẽ phun. Như vậy đây chính là cái khoảng thời gian chênh lệch giữa giống dài ngày và giống ngắn ngày, thì đâu đó nó tầm cũng khoảng một tuần. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, vậy thì chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi thứ ba là chúng ta tạo mầm bằng sản phẩm nào. Rồi như vậy thì trong cái quy trình phân bón qua gốc thì bà con đã áp dụng rất là nhiều phân bón, trong đó cũng sẽ có những dòng phân bón chứa hàm lượng lân để giúp cho cây trồng chúng ta phát triển và thúc đẩy cái sự tạo mầm. Như vậy thì khi qua lá thì chúng ta sẽ cung cấp một cái dòng phân bón mà chứa cái hàm lượng lân phosphat phát cao hơn. Thì đây chúng tôi sẽ chọn đó là 10-60-10. Thì đây sẽ là một cái dòng NPK hòa tan để chúng ta thúc đẩy việc tạo mầm. Và đây là một cái giải pháp NPK an toàn. À, chính như vậy thì giải pháp này sẽ an toàn cho cây ớt, mặc dù là cây ớt đang có đọt non, bởi vì cây ớt thì nó sẽ phát triển đọt non liên tục, nhưng mà chúng ta áp dụng 10-60-10 thì hết sức bình thường và hết sức an toàn cho cây trồng của mình. Và liều lượng sử dụng để tạo mầm cho cây ớt thì bà con áp dụng 10-60-10 với liều là 500 g cho 1 phi 200 lít, có nghĩa là tương ứng bà con mình sử dụng khoảng từ 2 g cho đến 2,5 g cho 1 lít nước. Thì với giải pháp của MKA thì chúng tôi sẽ chọn 10-60-10 gói 1 kg, và bà con mình sẽ áp dụng là nửa ký cho 1 phi 200 lít, có nghĩa là một gói 10-60-10 1 kg này chúng ta sử dụng cho 400 lít nước, hay còn gọi là 2 phi 200 lít. Rồi như vậy thì chúng ta có lặp lại không quý vị? Mình sẽ có lặp lại nha quý vị, và chúng ta sẽ xem xét kỹ như sau. Chúng ta sẽ có 2 lần phun, và mỗi lần này nó cách nhau khoảng 5 ngày, bởi vì thời gian sinh trưởng của cây ớt nó rất là ngắn, và cái khoảng thời gian chúng ta xác định tạo mầm là nó chỉ có một tuần trước khi cây hình thành nụ hoa thôi.
Có nghĩa là trước khi bà con mình thấy được cái nụ hoa trên cái cây ớt thì trước đó 7 ngày là chúng ta đã phun. Rồi sau đó 5 ngày thì chúng ta sẽ phun thêm một lần thứ hai nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai lần liên tục và mỗi lần nó cách nhau 5 ngày. À, bởi vì trong một cậu ớt là không phải là lúc nào tất cả các nụ hoa nó đều hình thành cùng một lúc. À, bởi vì cái sự phát triển đọt thì nó có cái sự trước sau. Cho nên là lần đầu là chúng ta đã phun tập trung. Lần thứ hai thì chúng ta sẽ bổ sung thêm để cây tiếp tục tạo thêm nụ mới. Thì như vậy thì trong một cỗ thì chúng ta cũng sẽ thu hoạch rất là nhiều đợt. Mỗi một đợt hái như thế thì nó sẽ cho một cái năng suất cao hơn. Thì đó chính là cái mong muốn của chúng ta trong cái việc này. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm cái việc tạo mầm khi mà bà con mình chọn 10-60-10. Chúng ta biết rồi, liều lượng là 500g trên phi 200 lít rồi. Nó an toàn cho cây ớt rồi. Tuy nhiên thì trong những cái lần phun này chúng ta có thể bổ sung bằng những chất khác để hỗ trợ hay không? Và chúng ta có cộng được hay không? Thì xin khẳng định với bà con là chúng ta sẽ có những cái giải pháp để có những cái tác dụng khác và chúng ta có thể cộng cùng với 10-60-10 tương đối dễ dàng. Ví dụ như chúng ta muốn vừa tạo mầm mà chúng ta muốn vừa thúc đẩy lá phát triển xanh, khỏe, quang học tốt thì đây chính là cái cơ sở để nó nuôi trái sau này. Thì cái việc này nếu như mà không được thực hiện tốt thì chúng ta có tạo nhiều nụ hoa đi chăng nữa thì cây không có sức khỏe để nuôi thì cái hoa nó cũng sẽ rụng thôi. Cho nên chúng ta sẽ kết hợp 10-60-10 với những giải pháp hỗ trợ như là giải pháp kích thích sinh học là chúng ta sử dụng tăng trưởng, đây là gói 25g cho một phi 200 lít. Rồi, chúng ta muốn cây được cung cấp vi lượng để phát triển xanh lá hơn, quang hợp tốt hơn thì chúng ta chọn combi với gói 50g thì chúng ta chọn cho một phi 200 lít. Rồi, nếu như trong điều kiện mùa mưa hoặc là cây chúng ta hơi bị hoàn lá, quang hợp kém thì chúng ta có thể bổ sung bằng những cái sản phẩm chứa magie thì chúng ta sẽ kết hợp với magie kẽm bò với gói 500g thì bà con mình áp dụng cho một phi 200 lít. Có nghĩa là trong thời điểm này chúng ta hoàn toàn có thể cộng 4 sản phẩm này lại với nhau trong một lần phun và chúng ta chỉ áp dụng một lần này trước cái giai đoạn chọn hoa thôi. Đương nhiên thì nó cũng sẽ tùy theo tình trạng phát triển của cây chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng cộng hết cả 4 sản phẩm này. Nhưng mà đây sẽ là những cái giải pháp mà có những tác dụng khác nhau và nó phù hợp cho giai đoạn này để bà con chúng ta có thể kết hợp. Và giải pháp này mùa nắng sử dụng cũng được và mùa mưa sử dụng cũng được, không sợ ảnh hưởng đến tỷ lệ nấm bệnh nha quý vị. Bởi vì những cái giải pháp hỗ trợ này thì nó không có chứa đạm cho nên là chúng ta áp dụng một cách bình thường. Kính thưa quý vị và quý bà con, vậy thì sau lần phun tạo mầm lần 1 thì chúng ta sẽ có lặp lại tạo mầm lần 2 sau đó khoảng 5 ngày. Thì lần này thật sự là bà con mình muốn lặp lại cũng được hoặc là không lặp lại cũng được nha quý vị. Nhưng mà nếu như có lặp lại và chúng ta cần kết hợp với những cái giải pháp mà để tăng cường cái khả năng ra hoa đậu trái cho cây thì canxi và bo là đã là những giải pháp không thể nào thiếu trong giai đoạn này rồi. Bởi vì còn vài ngày nữa thôi là hoa đã có thể nở rồi. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ có canxi và sẽ có bo và đây cũng chính là lần phun tạo mầm thứ hai. Chính vậy thì bà con vẫn chọn 10-60-10 với liều lượng là 500g trên 1 phi 200 lít và chúng ta sẽ kết hợp với những giải pháp tăng cường ra hoa đậu trái, trong đó chúng ta sẽ chọn boron 10% pH 7 của MK với liều lượng là 250cc cho 1 phi 200 lít, có nghĩa là chai nửa lít này chúng ta áp dụng cho 2 phi. Tương tự thì chúng ta sẽ cộng với một dòng canxi nitrat để cung cấp canxi và đạm nitrat để nó tiếp tục quá trình sinh trưởng của đọt và sẽ cho khả năng ra hoa đậu trái được tốt hơn. Thì với canxi chúng ta sẽ chọn liều là 250cc cho 1 phi 200 lít, cũng tương tự là chai nửa lít và chúng ta sẽ áp dụng cho 2 phi. Rồi như vậy thì trong giai đoạn lần thứ hai này chúng ta sẽ kết hợp 3 sản phẩm này lại với nhau để chúng ta phun trước khi hoa nở. Thì đây sẽ là một cái giải pháp hết sức cần thiết mà bà con chúng ta nên lưu ý để chúng ta áp dụng vài ngày trước khi hoa nở thì nó sẽ giúp cho việc tạo mầm và tăng cường khả năng ra hoa đậu trái được tốt hơn. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì đến đây thì chúng ta đã xác định được thời gian tạo mầm rồi, sản phẩm tạo mầm rồi, số lần phun rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời thêm một câu hỏi nữa trong giai đoạn này là chúng ta có cần tạo mầm bổ sung khi mà chúng ta đang thu trái hay không? Có nghĩa là bây giờ chúng ta đã đang thu hoạch cỗ 1 rồi. Như vậy thì chúng ta có tạo mầm để cho cỗ 2 và cỗ 3 nó sẽ có nhiều hoa, nhiều trái hơn được hay không? Bởi lúc này chúng ta đang thu hoạch mà, thì liệu rằng chúng ta phun cái giải pháp tạo mầm vào thời điểm đó nó có được hay không? Có phù hợp hay không? Thì kính thưa quý vị và quý bà con, trong một cái cỗ hoa đầu tiên, có nghĩa là cỗ 1 đó, thì khi mà chúng ta sắp kết thúc cái đợt thu hoạch gộ đó, tại vì chúng ta sẽ có nhiều đợt hái mà chúng ta nhìn tổng năng suất còn lại ở trên cỗ đó là chúng ta biết rồi. Thì khi nào cái năng suất nó bắt đầu nó giảm xuống, thì lúc đó là chắc chắn là bà con sẽ bón phân để cho cây tiếp tục sinh trưởng và sẽ hình thành đợt hoa của cỗ 2. Như vậy thì sau khi chúng ta bón phân thì chúng ta cũng sẽ phun tạo mầm bổ sung cũng là 2 lần, cũng với liều lượng 10-60-10 như thế. Nhưng chúng ta sẽ lựa thời điểm phun để nó sẽ có một cái thời gian cách ly an toàn
và vẫn hỗ trợ để tạo mầm cho cổ hai. Bởi vì giờ chúng ta đã kết thúc cổ một rồi thì chúng ta phun tạo mầm cho cổ hai. Có nghĩa là chúng ta vẫn phun 2 lần và mỗi lần này cũng cách nhau khoảng từ 5 ngày đến 7 ngày, nhưng mà nó phải tùy. Ví dụ như trong thời điểm này thì chúng ta vẫn còn đang thu hoạch cuối cổ một, và có thể là 2 lần thu này nó cách nhau khoảng từ 5 cho đến 7 ngày, ví dụ như thế. Thì sau khi bà con mình thu hoạch ngày hôm trước thì ngày hôm sau chúng ta phun tạo mầm. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đợi thêm 5 cho đến 7 ngày nữa thì bà con mình sẽ có một cái đợt hái tiếp theo. Thì có thể đợt này là đã cuối cổ một rồi. Rồi sau cái lần hái đó thì ngày hôm sau nữa chúng ta lại phun tạo mầm. Có nghĩa là chúng ta cũng sẽ có 2 lần phun tạo mầm. Nhưng mà mỗi lần như thế là chúng ta phải đợi hái trái xong để đảm bảo thời gian cách ly rồi chúng ta mới phun tạo mầm lần thứ hai. Thì cái lần thứ hai này nó sẽ chủ động theo cái lần hái đó. Rồi còn nếu như bà con mình muốn phun tạo mầm nhưng mà cái cử hái của mình nó ngắn hơn thì có thể là bà con mình sẽ giãn cái cử hái nó ra cách thêm vài ngày nữa để đảm bảo được cái thời gian cách ly này. Để giúp cho cái việc chúng ta hái trái thì chúng ta chưa phun thuốc, chúng ta hái trái rồi thì chúng ta mới phun thuốc. Thì chúng ta chọn những cái phương án như thế thì nó sẽ an toàn cho cái sản phẩm chúng ta thu hoạch. Và cái giải pháp này chúng ta cung cấp sau đó thì cây trồng của chúng ta nó sẽ tạo mầm một cách hiệu quả hơn. Và đương nhiên rồi, tạo mầm cho cổ 2 thì chúng ta cũng xem xét những cái dòng dinh dưỡng bổ sung tương tự như cổ 1 thôi. Có nghĩa là cũng có thể kết hợp với magie kẽm bo, cũng có thể kết hợp combi, amino acid, canic, bo. Thì cũng sẽ tương tự như cái phương án mà chúng ta tạo mầm cho cổ 1 mà thôi. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây sẽ là những cái thông tin cơ bản để giúp cho bà con chúng ta xác định được cái thời gian để chúng ta chủ động phun tạo mầm bổ sung cho cây ớt. Thời điểm mang lại hiệu quả nhất, sản phẩm 10-60-10 sẽ là một cái giải pháp hỗ trợ và có thể kết hợp với những cái dòng phân bón lá khác để giúp cho cái việc tăng khả năng ra hoa đậu trái và cái năng suất được cải thiện hơn đối với cây ớt của chúng ta bằng những cái giải pháp khá là đơn giản và chi phí không cao. Mong là với những thông tin này thì sẽ giúp cho mùa vụ ớt năm nay của bà con chúng ta sẽ đạt một cái năng suất cao hơn. Kính chúc quý vị và quý bà con chúng ta thành công. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật về thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình và chi tiết các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuoctudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.